Xin chào các bạn nha. Nay là gần Tết rồi thì chắc chắn nhà nào cũng lo chuẩn bị bia rượu rất nhiều trong gia đình để chuẩn bị đón Tết. Riêng mình thì mình không có uống bia trong dịp Tết bởi vì những lý do này các bạn. Cái thứ nhất là Tết thì không khí nó lạnh cho nên mình uống bia nó sẽ không ngon. Cái thứ hai, uống bia thì ăn được ít, trong khi Tết là đồ ăn rất là nhiều, đồ ăn rất là ngon. Cái thứ ba là bia Tết thì rất là mắc, lên giá rất là cao. Ví dụ Heineken 500 ngàn một thùng. Tiger 400 ngàn một thùng, còn ba số 3 hoặc là bia Hà Nội 2-300, nó rất là mắc, cho nên mình không uống bia trong dịp Tết để tiết kiệm cái chi phí. Thì chính vì lý do đó, hôm nay mình chia sẻ cho bạn một cái cách làm rượu để uống trong dịp Tết này rất là ngon và tiết kiệm chi phí luôn nhé các bạn. Đấy, thì ở đây là một cái hũ rượu mình đã ngâm cách đây 9 tháng, thì bụi bặm nó bám thế này, mình cất trong chiều tối các bạn. Này mình chưa khui nha, đợi tới Tết thì mới khui. Cái này là tới Tết là đủ 9 tháng 10 ngày. Thì hũ rượu này mình đã chia sẻ cách ngâm cách đây 9 tháng. Các bạn có thể lên mạng gọi là cách ngâm rượu thuốc bắc đúng chuẩn bình điên nặng là sẽ thấy video này nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách làm loại rượu mới để có thể uống trong dịp Tết này rất là nhanh nhé các bạn, chỉ cần 3-4 ngày thôi là mình sẽ uống được. Và rượu này sẽ dùng bằng trái cây. Bây giờ mình sẽ lấy cái thanh long ra nha. Đây là thanh long ruột đỏ, mình đã mua cũng mấy ngày rồi, đã thái mỏng ra và để trong tủ lạnh các bạn. Chừng này thì tha hồ để làm rượu Tết. Bây giờ mình sẽ rã đông hết tất cả các thanh long này. Để rã đông được nhanh thì mình sẽ dùng nước sôi, mình cho vào trong cái bồn rửa chén luôn. Nước sôi đây. Ok, pha thêm ít nước lạnh nữa. Bây giờ mình sẽ để những cái hộp thanh long này vào. Với cách này thì các bạn có thể rã đông rất là nhanh luôn. Mình có thể áp dụng để rã đông thịt, cá, các đồ hải sản trong dịp Tết này các bạn. Các bạn sẽ mua một cái hũ thủy tinh thế này. Hũ này mình mua là 60 ngàn, 8 lít các bạn. 60 thì hơi mắc một xíu rồi đấy, khoảng tầm 50 là ok rồi. Rồi mình sẽ rửa sạch đi nhá. Mình ngâm hũ thủy tinh thì nó tốt hơn so với hũ nhựa. Bởi vì hũ nhựa thì rượu ấy, nó sẽ làm cho cái chất nhựa nó ra đó các bạn, thì nó sẽ không có tốt lắm, ảnh hưởng sức khỏe ha. Còn thủy tinh thì rất ok luôn. Rồi sau khi rửa xong thì các bạn cần là làm thêm một việc nữa các bạn, đó là mình dùng nước sôi á, mình trùng cái nắp này đi các bạn, bởi vì cái nắp này á nó sẽ rất là dơ, cho dù mình có rửa nước lạnh sạch sẽ đi chăng nữa thì nó vẫn dơ nhé các bạn. Đó, cho nên mình cần phải trùng nước sôi này đi. Và trong cái này nữa, nếu như các bạn không trùng nước sôi á, thì các bạn ngâm rượu hoặc là tất cả các thứ khác á, nó sẽ nổi bọt lên, sủi bọt lên thì nó sẽ bị nhanh hư rượu. Hoặc là các cái đồ mình ngâm các bạn, nó sẽ rất là nhanh hư nhá. Rồi, đây mình sóc bằng nước sôi ấy. Khi mình làm bằng nước sôi này ấy, thì mình ngâm nó rất là nhanh sạch và nhanh khô các bạn. Ok nhá. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ đi phơi là ok. Rồi, mình sẽ phơi các cái nắp này đây và cái chậu thủy tinh cho thịt khô nhé các bạn. Mình đã phơi khô cái hũ này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy một cái túi lưới để giặt đồ thế này, hoặc là các bạn lấy vải mùng nhá. Mình cho này vào luôn. Bây giờ mình sẽ dùng rượu để khử nó một lần nữa các bạn. Nếu như các bạn không dùng rượu á, thì nó sẽ không có sạch ha. Mình làm kiểu này thì nó sẽ sạch hơn rất là nhiều, tại mình làm để uống mà. Đấy. Sóc cho sạch xong đổ cái rượu này đi các bạn. Ok nhá, mình đổ đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái lưới này ra và cho thanh long vào thôi các bạn. Thanh long đã rã đông. Cho vào hết trong túi này nhá. Mục đích mình làm cái túi này á để sau khi mình lấy cái màu của thanh long ra và cái hương vị nó thì mình sẽ lấy cái cặn bã ra luôn.
còn để cái cặn vào thì nó nhìn không có sạch, không có được thẩm mỹ lắm các bạn. Ok, mình sẽ cho hết thanh long vào luôn nhé. Bây giờ mình sẽ cho đường cát vào. Ở đây mình dùng 2 kg đường cát, còn thanh long là 5 kg thanh long các bạn. Rồi cho hết đường cát vào này luôn. Rượu này là uống bao ngon luôn các bạn. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy sau khi làm xong hết 2 kg đường nhé. Ok, như vậy là đầy bình luôn các bạn. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ để cho nó tan thanh long và cái nước màu nó chảy ra hết nhá. Như vậy sau khoảng 3-4 tiếng thì cái thanh long nó đã mềm ra các bạn. Các bạn có thể dùng đũa mình quấy thử. Nếu thấy nó tan hết rồi á thì mình có thể lấy cái cặn nó ra các bạn. Chỉ việc nhấc nó lên thôi. Cái bao này mình làm kiểu này á thì hạt thanh long sẽ giữ vào trong này hết. Rồi. Ok, đấy, hạt thanh long không nhá. Kinh chưa? Rồi. Cái phần này các bạn có thể vắt để lấy lại thêm một lần nữa, tại vì nước ở trong này nó còn rất là nhiều nhá. Đó, sau đó mình sẽ đổ rượu xuống đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ lau sạch nó đi và cất khoảng 3-4 ngày mình có thể dùng được nha các bạn. Ok, sau 3-4 ngày thì rượu đã lên men thì mình sẽ uống test các bạn xem nhá. Đó, màu rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ múc ra một ít. Rượu này thì các bạn nên uống với đá nha các bạn. Rất là ngon, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, mình uống chừng đó đi. Đó. Đây, các bạn nhìn cái ly rượu ha, cực kỳ đẹp luôn nè. Đây. Màu sắc cực kỳ tuyệt vời. Rất là đẹp. Đó. Các bạn có thể pha thêm cho nó loãng bớt nhé. Còn mình để đây là đang còn nguyên chất. Mình nếm thử. Rất là ngon luôn các bạn. Rất là ngon nhá. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Rượu này thì chị em phụ nữ cũng uống được và mình uống để khai vị cũng ok. Này. Con trai mình nó cũng muốn uống luôn. Mình cho nó uống luôn được các bạn. Đấy. Vẫn uống được nhá. Men hơi nặng cho nên anh hơi nhăn mặt một xíu. Rồi, chúc các bạn thành công với cái món rượu này để giảm bớt cái chi phí, đồng thời nó cũng có hương vị Tết rất là tuyệt vời nha. Chào các bạn nha.